gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Em không có muốn anh nghĩ em là một con bánh bèo vô dụng. Cái gì anh nghĩ em là bánh bèo vô dụng hồi nào hả? Nè, đừng nói là còn giận anh cái vụ hôm bữa nha. Thôi mà anh xin lỗi mà bà xã. Thôi anh xin lỗi đi, tại hôm bữa là anh thua chứng khoán, anh rối quá cho nên anh mới vậy, chứ anh không có suy nghĩ gì hết á. Anh nhớ là ngày hôm đó nói gì với em không? Không. Không hả? Thì không thì nói không chứ làm sao anh biết được. Anh biết là anh nói nặng lời với em lắm không? Anh nói gì mà nặng? Anh nói là em á, em không có giúp được gì trong cái nhà này hết. Tối ngày em chỉ biết la làng lên thôi. Ủa có tao sao nặng vậy trời? Mà thôi xin lỗi, thì bữa đó anh rối quá. Không mà xin lỗi mà nha. Rối gì mà rối, không có xin lỗi gì hết á. Anh biết anh nói vậy là hả? Em mất ngủ mấy ngày nay luôn không? Thôi mà xin lỗi mà, anh xin lỗi mà nha. Anh nói nghe nè, kể từ bây giờ đừng có tiết kiệm tiền chợ nữa, hiểu không? Không tiết kiệm tiền chợ. Ừ. Vậy anh cho anh tiền mua nhà nha. Không. Vậy cho anh tiền thuê nhà nha. Cũng không luôn. Gì kỳ vậy, gì cũng không hết trơn à. Ừ, anh chỉ muốn em mới không, em mới nhà, em làm vợ anh được rồi. Ôi, em không muốn anh coi thường em. Anh không muốn coi thường em nhưng mà bây giờ em muốn phụ anh đúng không? Đúng rồi. Nếu mà muốn phụ anh để coi hả? Bây giờ vậy nè, giúp anh tìm giúp anh một người tài xế ha. Ủa? Ủa? Anh có tài xế mà. Ủa tài xế anh đâu? Xin nghỉ mấy ngày nay rồi, không thấy là anh đi taxi mấy bữa nay hả? Ủa vậy em cũng không thấy. Trời ơi, hoàng hậu mà không quan tâm tới chậm gì hết. Ờ, xin lỗi nha. Ủa vậy là anh đang cần tài xế đúng không? Ừ. Ủa vậy là có nghĩa là em có việc làm rồi. Ừ. Ờ, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi học lái xe, em làm tài xế cho anh. Mỗi tháng anh trả lương cho em, vậy là em không làm bánh bèo vô dụng nữa. Dẹp, dẹp liền cái suy nghĩ này. Gì kỳ á, gì cũng không cho hết trơn á. Chứ bây giờ anh hỏi em nè, đợi em học xong rồi á, anh đi taxi chắc tốn bộn tiền luôn quá à. Nha, giờ chỉ cần á tìm gấp giúp anh một người tài xế là được. Anh tin tưởng em vậy luôn hả? Ừ, làm được là trọng thưởng. Em làm được là được anh tin tưởng em, em không vô dụng nữa đúng không? Ừ. Nhưng mà em tìm được tài xế là em không phải là vấn đề vô dụng đúng không? Ừ. Ủa vậy hả? Ừ. Em nhất định sẽ tìm được tài xế cho anh. Ừ. Rồi bây giờ thay đồ đi ra ngoài ăn. Thôi. Chứ mấy này ăn gì? Ăn gì là ăn gì? Ăn trao chứ sao? Ăn trao. Ừ. Ông có biết lý do tại sao mà tôi mời ông đến đây không? À, dạ thiệt tình là tôi cũng không biết. Mà... bà chủ, bà chủ ơi, nếu mà tôi có lỗi lầm gì với bà chủ thì bà chủ cứ la tôi, thậm chí đánh tôi, chửi tôi cũng được. Đằng này tôi không có bao giờ dám làm lỗi gì với bà chủ. Tôi trung thành quá mà bà chủ. Mà sao bà chủ nỡ lòng nào la tôi? Mà đằng này không phải la tôi mà lại la người tôi yêu dấu như vậy. Bà chủ. Chị nín đi chị. Chị đừng có làm cho cái câu chuyện này nó trở nên nhuốm một cái màu hết sức là bi kịch, lá vàng mùa thu như vậy. Mà cái chuyện chị nói với cái chuyện mà tôi muốn nói với ông này không có liên quan gì với nhau trơn á. Ủa? À, dạ không liên quan là sao? Hai người không có liên quan gì trong cái chuyện mà tôi định nói ra với lại ông Ti hết trơn trời á. Ủa là chuyện nó làm sao vậy? Dạ bà vậy chủ? Nếu mà có cái chuyện gì mà lỗi lầm hay gì đó và chủ cứ nói thẳng với tôi đi. Dạ tôi chịu được, không sao. Dạ không, không phải lỗi của ông, lỗi của tôi nè bà chủ. Không không, chắc lỗi của tôi mới không trời liên quan. Trời ơi, lỗi của tôi không mà không có liên quan là lỗi của tôi mà. Trời đất ơi, hai người nói cái lỗi phải gì ở đây vậy? Ủa vậy chứ lỗi gì vậy bà chủ? Tôi đã xác định rõ ràng là cái câu chuyện mà tôi nói ra không có liên quan gì tới hai người, hiểu không? Không, không có liên quan, là không có lỗi gì. Là tôi đừng muốn hỏi ông mà tôi đừng tính đề cập đến vấn đề cái con mụ là đó.
Ủa không liên quan là chuyện bà là, nhưng mà ủa vậy bà chủ quen cái bà là đó sao? Đúng rồi, sao bà chủ biết bà là đó hả? Ủa gì kỳ vậy? Con mụ là người của tôi hả? Bà chú, con Kim Anh á, nó mướn con mụ là thâm nhập vô trái tim của ông Ti để thử lòng ông Ti có ổng là người như thế nào. Trời ơi, hai mẹ con tôi dùng cái chiêu người ta gọi là lấy mỹ nhân để thử anh hùng, chị hiểu chưa? Ủa ở như vậy là tại vì tôi không có muốn chị gặp phải một người đàn ông không đàng hoàng, một người không có chung thủy, chị hiểu không? Cho nên tôi mới mượn mẹ là, hiểu không? Dày cơm hơn chị để thử coi ông có thay đổi gu hay không, hiểu không? Hàng chị bà cứ kêu tôi là anh hùng không, là bà cứ sắp sắp vô là vậy hả? Mà lầy lầy lắm không? Dạ lầy sợ luôn á. Dạ vậy là bà chủ làm những cái chuyện này là để lo cho tôi hả bà chủ? Thì đó, vậy giờ tôi nói ông nghe vậy ha. Dạ. Tôi á thì tôi coi bà giống như chị em trong nhà vậy đó. Dạ. Cho nên á tôi không muốn bà đau khổ, thành ra tôi mới xài tới cái hạ sách vậy. Cho nên tôi mong ông bỏ qua đừng có giận tôi. Dạ thiệt tình thì bà chủ cũng có ý tốt mà, cũng không sao bà chủ. Dạ. Đó thì bây giờ ủa mà hai người đã định ngày định giờ rồi chưa? Tôi là tôi muốn mời ông đến đây để mà hỏi về cái vấn đề này đó. Dạ. Dạ bà chủ biết ơn tôi đã kịp coi thầy bà gì đâu bà chủ. Khỏi luôn, thầy đây. Để đó tôi coi cho. Bà chủ làm thầy được luôn hả? Trời ơi, miễn hai người yêu nhau thật lòng thôi. Để đó. Bà chủ hay quá, nhiều cái tài quá. Chỉ có điều á, tôi muốn đặt vấn đề trước với ông về cho ông đỡ sốc nha. Dạ, bà chủ cứ nói. Tôi bắt rễ đó. Chứ bắt đó. Ông có sợ cái vụ mà chó gầm chạng không? Ông sợ không? Chứ tôi là tôi bắt rễ đó. Dạ, nhưng mà là ba mẹ bà còn sống hả? Chết hết rồi. Đâu. Ủa? Có đâu có bắt về nhà bà, bắt về đây. Tôi bắt mà chứ phải ba má bà bắt đâu. Tôi bắt ông á. Là hai người cưới nhau xong, hai người á về, tức là ông về ở chung với bà ở đây. Rồi sẵn vậy cái hụ hợ lo quán xuyến giùm tôi nhà cửa, chứ bây giờ á nhà rộng vậy con mình ên tôi thôi. Hai đứa kia nó không phải lấy chồng lấy vợ tới nơi rồi. Dạ. Nếu mà vậy tôi xin phép bà chủ cho tôi coi lại được không ạ? Cái gì? Hả? Nhìn coi lại nữa. Tôi... Ông sao vậy? Không phải. Bộ ông thương tôi hả? Trời ơi. Trời là trời. Bà bớt dậy lại, bà bớt dậy lại. Ha, bây giờ tôi nói vậy nè ha. Ông á có hai sự lựa chọn. Hoặc là ông lấy bả, ông về để ở. Hai là ông không về đây ở, ông khỏi lấy bả. Bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông có về đây với tôi không? Hay là ông còn muốn ngồi bán thủ thuốc lá ở ngoài lề đường á hả? Để ông ngồi ở ngoài đó ông bán thuốc lá đi, ông tìm cơ hội để gặp thêm là một là hai là ba nữa hay sao vậy hả? Trời đất ơi, nói bậy tầm bạ, có bà chủ ở đây, cái vấn đề là tại tôi ngại thôi. Dạ bà chủ. Vậy là vậy rồi ha. Ừ, để tôi tính ngày tính giờ cho nghe. Vậy là đội ơn bà chủ nhiều. Dạ. Ủa có tiếng chuông cửa, có ai hay... Để tôi đi. Thôi bà ngồi đây đi. Vậy coi hả? Như là để tôi tập tành cho quen. À đúng rồi. Dạ tôi xin phép tôi mở cửa. Dạ. Cũng lạnh ghê không bà tí. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.